Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack và Michelle Obama vừa ký hợp đồng viết hồi ký trị giá lên tới 60 triệu đô la Mỹ với nhà xuất bản Penguin Random House. Đây là thông tin được đăng tải trên tờ Financial Times hôm 28 tháng 2, phá vỡ kỷ lục về số tiền viết hồi ký Tổng thống. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Tổng thống George W. Bush cũng từng viết hồi ký và hợp đồng hai ông đạt được lần lượt là 15 triệu và 10 triệu đô la Mỹ. Theo nghiên cứu của trường kinh doanh có gốc của Mỹ, cùng với các hợp đồng viết sách, những buổi nói chuyện và khoản lương hưu 200.000 đô la Mỹ mỗi năm từ chính phủ, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama có thể kiếm được 242,5 triệu đô la Mỹ trong 15 năm tới. Barack and Michelle Obama, and it's not clear yet what they'll be about or when they'll hit stores. But the former president